anh đi có anh chị thôi hả? Còn ta là cái gái. Hai bé đâu? Bé là đi sớm nên cho nên là vậy hả? Nãy tôi đi thôi, không thông mua chiếc khác. À không sao rồi, mua chiếc khác rồi nhớ có hai bé theo nha. Thôi em mời anh chị qua đây. Lúc nào cũng đẹp trai không đồ ha. Cho có một nước ra gì. Không có chuyên nghiệp chị đổ này. Rồi sao đó. Không có chuyên nghiệp em ơi. Ở đây vì cái người chuyên nghiệp đâu rồi. Đây. Sáng nay ăn sáng hay đi đâu uống cà phê? Sáng chưa? Ăn rồi nhưng mà chưa uống cà phê. Dạ ok. Chưa kịp giờ, chưa kịp giờ nha. Pha cái gì bố à? Còn pha gì bố à? Đi. Cái không, cái này là sô-cô-la. Để cắt nó cắt nè. Dạ, để... Mày lắc, bố đưa đấy vậy. Để chứ mai mốt lên mua xe ủng hộ em rồi. Chị, em mời chị đi cộng nha. Nói chung là cả nhà luôn nha. Đi cùng với những gia đình mua xe rất là nhiều. Vô rồi đầu tiên được lấy chiếc Mercedes. Đến hãng Mercedes nói chung rất nhiều lắm. Vậy hả? Nhưng mà Mercedes thì ở trong miền Nam thật ra nhất là mình dường rất ít người xài. Cho nên không có được chi phí chung. Ở Bình Dương của tụi em thì mới mở Mercedes Benz thứ Benz nghĩa là 16 chỗ rồi. Không, tao mở cho sâu luôn đó. Tụi mình sẽ sử dụng cái Benz thứ là 16 chỗ. Để dành bảo dưỡng xe cho anh Phú dưới đó đó. Mua đâu cũng được, thế có bảo dưỡng về đi gần đi xa. Bảo hành bảo dưỡng thì thoải mái. Sau này anh Phú cứ bảo dưỡng bảo hành dưỡng. Cái này thì sâu đóng khắp cả nước mà. Còn nếu mà thích lên đây chơi với em thì lên đây bảo hành bảo dưỡng luôn. Đó. Hôm nay Sài Gòn có ngại cái là kẹt xe thôi. Chứ còn không ngại thì nó dễ. Nhưng mà đi thứ bảy thì có ok này. Lấy trung tâm mua sắm nhiều mà. Dạ. Anh tới đây anh bảo trì bảo dưỡng nha anh chị tới đây. Thì khi đợi bảo trì bảo dưỡng trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ thì anh chị có thể là qua Westmall cái bên đây ăn rồi xem phim hoặc là mua sắm. Cho mình xe đi không? Ok. Em chở anh chị đi luôn. Cậu lấy cậu gõ gãy cậu rất ấn tượng. Bây giờ cậu lấy cùng kỳ một câu nào nói nó làm cho cậu ta khác biệt. Mà mình gọi cậu ta bằng anh luôn. Mình thấy cậu ta rất chi là lớn. Nó thiệt. Nhưng mà cậu ta giờ anh em đó, nói ông này là bạn xe là chuyện bạn xe trong ngoài ra là anh em mình được thêm một người bạn cũng nói thiệt thôi chứ là một cái xe là mình hỏi mình chia sẻ đúng không để cảm ơn anh nắm tuyệt vời đó tuyệt vời ok Tấn ơi em xích đây xíu thôi để anh ngồi kế anh Phú cái em quay hình anh với anh Phú một cái nha với anh chị nha thì được đấy ai đừng đếm là tụi đâu là xong panh để cùng lấy ở đây luôn nhé. Bữa nay mình dùng cà phê. Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì hiện tại bây giờ Duy đang ngồi cạnh anh Phú và chị Nhi ha. Thì Duy đang chuẩn bị mà bàn giao chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic cho anh Phú và chị. Thì đặc biệt các bạn thì anh Phú là một vị khách hàng cũng như là một người anh rất là thân thiết kể từ lúc mà anh Phú xem những cái clip thôi nhưng mà khi mà anh Phú liên hệ với Duy á thì giống như là hai anh em cũng đã quen biết từ lâu rồi không? Dạ đó thì mặc dù á là cũng có rất là nhiều những cái bạn bán hàng khác cũng như Duy cũng chào đón anh Phú cũng như là tiếp cận anh Phú nhưng mà anh Phú thì ưu tiên hơn cho em đúng không? Dạ. À, thì cũng cảm ơn anh và Duy xin giới thiệu luôn các bạn thì anh Phú cũng như là những cái khách hàng khác ha, những khách hàng rất là đam mê xe Mercedes-Benz thì anh Phú còn là một bác sĩ rất là giỏi ở Bình Dương. Đó, dạ. Thì em cũng rất là có duyên á anh Phú thì gần đây á là em bán được cho anh nữa là bác sĩ thứ ba trong tháng rồi và tháng này thì thực sự đối với những bác sĩ á thì hiện tại bây giờ thì giống như là đang giống như là tuyến đầu về về phòng chống Covid á cho nên là hầu như là tất cả những bác sĩ khi mà đến với Mercedes-Benz thì đều sẽ có một cái chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt. Dạ.
chính sách tốt hả? Dạ, xe tốt, chính sách tốt. Thì anh Phú sẵn đây anh Phú có chia sẻ với lại mọi người, các bạn xem là anh Phú tại sao anh Phú lựa chọn cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này không? Thực ra thì mình cũng đi nhiều cái dòng xe rồi. Thì mình thích cái xe mạc đó là thứ nhất là nó an toàn. Dạ. An toàn, sang trọng, dạ. Cái tiện nghi. Dạ. Thì đó những cái mình đặt lên hàng đầu là an toàn, sang trọng, tiện nghi. Dạ. Thì, thì mình cũng đi mua hàng thì nói chung là mình gặp những cái xe mà thực ra bên cái hãng mà dân xe sang thì thực sự họ rất chuyên nghiệp. Giải quyết công việc nó chuyên nghiệp. Và mình trong vòng một tuần này, trong vòng 10 ngày này, trong vòng 10 ngày là mình đã lấy xe rồi. Với lại chị phải thích chiếc xe này nữa đúng không? Làm sao thì chị thích chiếc xe này hả? Đúng rồi. Vậy là đương nhiên cũng nữ tính, vậy là cũng sang trọng đẹp. Dạ. Yeah. Thì thực sự đối với cái chiếc xe GMC 200 này á, thì Formatic này á, thì cái form của nó thiết kế nó không có khô cứng giống như những cái chiếc xe mà SUV mà trước đây của Mercedes-Benz. Thì giống như form này bây giờ giống như là gọi là unisex nam là nữ, đi đều rất là đẹp. Dạ. Và thứ hai nữa là nó hướng tới cái sự tiện nghi dành cho gia đình nữa, ngoài công việc hay là còn cho gia đình đó. Dạ. Thôi em mời anh chị dùng nước nha. Dạ. Anh em mời anh dùng nước nha. Mời bật lắm không mực lắm. Bữa nay là dự tính là em xuống anh giao xe ở nhà, nhưng mà có thay đổi đúng không? Lên đây nhận thích hơn anh. Nhìn thích thế này với lại được chạy về. Đúng không? Nhìn xong là mình phải trải nghiệm ngay đúng không? Trải nghiệm ngay. Rồi ra showroom là phải chào đấy đúng không? Chứ bây giờ chưa biết showroom em luôn. Đúng rồi. Anh Phú mua xe các bạn, anh chị mua xe thì hoàn toàn là chưa đến đây luôn. Thì từ lúc mà anh Phú thanh toán tiền rồi đặt cọc này nọ thì toàn là chuyển khoản từ xa thôi. Đó thì ngày hôm nay thì mới gặp được. Mới lên gặp anh. Ok, hay mời anh chị dùng một lát nữa mình ra mình bàn giao xe nha. Cà phê ngon ha. Cà phê ngon hả chị hả? Dạ, cà phê ngon. Làm sau này có điều kiện phải lên cái mặt S này, mặt S trước này. Mặt S ha. Anh có muốn lấy thử chị S không? Hôm nào rảnh em sẽ chạy xuống nhà mới. À quên, bữa nào nhà mời anh xong á. Bữa nào nhà mời anh xong rồi anh có nhà riêng á. Đấy là rảnh đi đâu đó sẽ ghé khách hàng, ghé qua nhà anh chơi. Hôm nào nhà mới xong? Chắc cuối tháng 5. Thế mà có dịp nào công việc chơi rồi em ghé sẽ anh chị chơi chạy chiếc mệt ép xuống đúng không? Thì lúc nào anh chị muốn thì em chạy xuống. Ừ. Cần gì đi chơi, cần gì có dịp đúng rồi. Anh chị cứ thấy lúc nào thoải mái đó. Rồi alo em, cái em chạy xuống chơi luôn. Nhật trí. Dạ. Tháng 5 ha, cuối tháng 5 xong ha. Khoảng tầm. Nói chung là bác sĩ rất quê xe. Ừ. Có chiếc gì mới lạ đẹp cái giới thiệu bác sĩ. Nhân xe dễ mau anh chờ đi nhận xe cả. Vậy hả? Là lần trước cái chiếc xe của anh là Camry. Mới biết mình 2 là 15 chờ đi đó chứ. Nhưng mà lần trước đâu có vào. Lần trước là không có vào, xong lại là anh về thôi. Vì anh dẫn nhận xe bên chỗ chú ta cũng nhiều rồi. Anh mê cũng mê cho sang vào nhìn có xe sang sao. Gặp xe cho sang thấy khác liền đúng không? Đấy. Không, em bình thường mà mình. Không, nhưng mà xe cho sang mà mình khác. Là cái chương trình là thấy đơn giản mà thấy ý nghĩa. Em là coi như là bèo nhất rồi đó. Không nói gì thôi chứ thực ra cũng là một trường hợp chuyên nghiệp đó. Mấy bạn này là mấy bạn này gặp rất nhiều, mình nói là những cái người trong xã hội. Có những người địa vị rất lớn mọi thứ, thành tựu là họ gặp đây là những người trong này người ta chuyên nghiệp khác. Em hầu như là gặp em nào ở Mercedes-Benz này hầu như là khách hàng nhiều lắm. Nhiều. Đa phần là những khách hàng rất là đẳng cấp ha. Nhiều lắm. Những khách hàng mà thông thường á, nếu mà mình không có làm ở đây mình chắc chắn mình không bao giờ mình gặp được. Đúng là những người đó. Những người như đó đó, đúng như rồi. Vậy đó. Những ông chủ rất là lớn, rất là nổi tiếng, những doanh nghiệp mà khi mà nói ra ai cũng biết hết. Anh đi mấy dòng này đi là nghiền. Cho nên không có lái thử xe mệt nha, nếu không mua lái thử là bị nghiền á. Lái thử là nghiền đó nha. Lái thử là bị nghiền. Lái thử là bị nghiền nha. Anh làm nó
ở lúc sau đó thế. Cho nên anh nó bị ảnh hưởng nhiều, có nghĩa anh xem rất chi là nhiều. Đó, những cái từ là anh cũng bị ảnh hưởng từ người ta. Đó. Đấy không đấy. Đó, em nói, em nghe nói là em biết liền. Đó. Cái tỷ lệ mà ở Bình Dương của tôi là xe du lịch khủng khiếp, cái phong trào của nó mua xe đó. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao cái dòng mạc này chỉ có những người ở giai cấp xã hội người ta mới đụng tới thôi, còn những người bình thường là người ta không có mua, hay là do lúc đó trên Bình Dương chưa có hay sao tôi không biết, nhưng mà người ta mua dòng Toyota rồi Honda rồi những chiếc xe nhập gì vậy thôi, chứ thấy dòng mạc này không đấy. Còn những dòng nhập á thì người ta lại xuống Cộng Hòa người ta mua. Cộng Hòa có mấy showroom nhập á? Thực sự anh bây giờ đối với lại những cái salon mà chuyên bán mấy cái xe nhập á thì họ làm ăn tốt cách đây khoảng tầm chục năm gì trước. Đúng rồi, đó, khoảng một chục năm gì trước ấy, thì những cái salon và xe ô tô ấy, thì ở bên ngoài chủ yếu là nhập về thì họ làm ăn rất là tốt, rất là coi như là phát triển. Nhưng mà gần đây thì những năm gần đây thì những cái salon đó hầu như là bán rất là ít, rất là chậm, rất là ít luôn á. Tại vì chẳng hạn như là đối với một chiếc xe Mercedes-Benz này nè, khi mà khách hàng đến mua xe Mercedes-Benz tại đại lý chính hãng như thế này thì anh thấy không, từ cái việc mà thanh toán, từ cái việc mà chạy thử xe hay là tất cả mọi thứ công đoạn về cái quy trình bán hàng, kể cả là sau bán hàng luôn và về dịch vụ luôn, thì anh sẽ được Mercedes-Benz chăm sóc chiếc xe của anh ha. Nhưng mà khi mà anh mua ở salon á thì lại khác, anh lại không có những cái dịch vụ đó. Nhưng mà đó, cho nên là mặc dù là cái giá xe có thể là bên ngoài nó có thể là rẻ hơn một chút xíu, nhưng mà hầu như là cũng rất là khó, khách hàng cũng không có chọn nữa. Cho nên chủ yếu bây giờ mà đáo bán những cái dòng xe cũ hay là những cái dòng xe mà lạ, những cái dòng xe mà không có đại lý chính hãng thì họ mới có thể là kinh doanh thôi. Cho nên bán những cái dòng xe mà tụi em có thì họ không chắc bán. Đây 10 năm về trước Bình Dương tụi tôi người ta đi mua rất là nhiều, giờ không thấy bây giờ hình như là xuống hãng. Dạ đúng, thích xe nào là xuống hãng. Ai cũng vậy chứ không phải riêng Bình Dương luôn. Dạ. Nên để mình mua một cái xe đó mình phải tính về những cái khía cạnh. Nó an toàn đúng không? Nó tiện nghi này, rồi cái cảm giác lái mình thích đúng không? Mình làm mệt rồi mình lái xe, mình không phải mình lái cái xe mà mình lại theo cái kiểu mình phải là mình phục vụ nó mà nó phục vụ mình, nó phải cho mình cái cảm giác khi mình ngồi đấy nó đúng không? Đấy thì còn khi mình nó được để đảm bảo cái an toàn, tự nhiên mình phải trả một cái phí dịch vụ để mình bảo dưỡng cái kỹ thuật cũng các cái ấy. Nhưng mà anh chấp nhận đó. Bác sĩ biết rằng mình thích cái cảm giác bước xuống xe. Vừa đóng xuống một cái siêu thị hay cái sâu lưng bước xuống xe người ta nhìn chiếc xe mình hết còn thấy mình đẳng cấp hơn người ta đó, lúc rồi nó đâu biết sao chứ lúc bước xuống xe tại vì mình là cái người nhìn bao nhiêu người bước xuống xe khi mà ai từ nhỏ lớn lên đi học rồi đi làm thì cũng là mục đích là để kiếm tiền để mà phục vụ cho bản thân, cho gia đình. Thì xe hơi em nghĩ là coi như là một cái mà xe sang, gặp một cái là giống như là ai cũng muốn hướng tới đúng không? Chủ yếu là làm có tiền để mà trải nghiệm cái cuộc sống nó tiện nghi hơn. Cái thời mà mình học tiếng Anh đó, lúc mà mấy cái cuốn mà lớp mấy này, lớp như mình là lớp 15 tiếng Anh. Dạ. Đầu tông trong kia là có phải hàng Mercedes đấy. Đó, Mercedes rồi. Giống đấy. Lần đầu tiên anh, lần đầu tiên phụ nói mua xe mẹt, em đâu có ủng hộ đâu. Em nói thôi. Sợ. Không, không phải là sợ mà ví dụ giống như hai vợ chồng cũng sở hữu hai chiếc xe rồi là một, cả thứ hai là dư chứ mới mua chiếc xe chưa được một năm lại bán đi là mua chiếc xe mẹt, em cũng đâu có ủng hộ đâu. Xong rồi cuộc ngày đó cái cô đó có chạy chiếc xe về cho em chạy thử. Tự nhiên lấy ghiền rồi ủng hộ luôn. Ngay từ về đó luôn. Chị chạy thử rồi chị mới thích ha. Giống như là lúc đầu mình chưa chạy thử thì mình chưa có cái cảm giác được, vậy là mình chưa biết được cái trong chiếc xe đó là cái gì, vậy là nội thất trong xe này là sao, mình chỉ nhìn được cái bên ngoài. Nhưng để khi mình sử dụng chiếc xe đó rồi thì mình lại thấy thích. Nên là ủng hộ ông luôn. Nhưng tôi đi mệt nhiều, nhưng mà như là đó tôi có những người ăn, những người bạn thấy người ta kể không rành, người ta kể trời cái bánh xe mềm nhẹ nó cũng cho chạy, ủa là sao không cho chạy sao lại lên kêu giá. Hay là nhớ hết ngày sử dụng rồi nó cũng cho chạy nữa, rồi xe vậy sao tôi tết thì kêu tôi thích nhất nghĩ vậy không sao thầy mua đó không hiểu đó. Dạ, tại vì những anh chị đó chắc là chưa có xài sử dụng xe mềm, chỉ nghe nói thôi, cái gì nó cũng không có cho chạy thật sự á. Họ nghĩ khi mà nói tới xe mẹt á là người ta nghĩ sẽ ngay đến cái hệ thống an toàn của nó, cho nên là những anh chị đó họ sẽ suy đoán là bất cứ những cái gì nó không có liên quan đến
an toàn thì họ nghĩ là chiếc xe nó không cho chạy nữa, nhưng mà không phải. Những cái hệ thống mà liên quan đến hệ thống phanh, hệ thống cân bằng điện tử này nọ đó, nếu mà trong trường hợp nó có trục trặc xảy ra thì chiếc xe của chị giống như là mình, nó cho chị chạy ở tốc độ tối đa là bao nhiêu km/h thôi, nó sẽ không cho mình chạy quá nhanh, nó sẽ kiềm chế lại ha. Mà đúng rồi, nó họ cảnh báo vậy chứ đừng, mình biết mà giống phanh mà mò nó gì rồi mà cho mình chạy lên cao tốc làm sao, đúng không? Tất cả mọi cái nó đều báo rồi. Nên như vậy thì mình nghĩ tất cả đều vì sự an toàn. Cho nên thì rồi gần đây cao tốc Long Thành mà có một cái vụ cái anh nó đi chiếc hãng Honda nó chạy 300 mấy km/h, nghĩa là một sự quảng cáo của hãng. Chị ai đâu mà lớn mà chạy dữ vậy? Đúng rồi. Ừ, chắc sự quảng cáo của hãng nó chắc 234 km/h. Nhưng mà ông test lâu rồi. Nhưng mà lâu rồi chứ không phải là mấy năm nay đâu. Giờ ông đưa lên ông làm câu like sao? Câu like thôi chứ thực ra là trong năm nay đâu có cỏ đâu. Thì giống như là nghĩ là cái lúc mà Covid được mất của anh chạy vừa gọi là chi tìm cái người đó đó, nhưng mà nói là tôi bán nghe, tôi chạy cái xe đó lâu rồi, cái đây mấy năm rồi, giờ tôi bán cái xe rồi đâu có phạt lại được. Để mấy dòng ra xa ngay anh phải chạy tốc độ cao, anh đang đường trường anh chạy tốc độ cao anh mới thấy được giá trị của xe của nó, chứ bình thường mình chạy đầm vẫn 7-80 anh thôi, lên cao là mình thấy được cái giá trị của nó không tuyệt vời. À, mình thấy cái màu sơn đó. Còn những màu sơn xe mệt, còn những xe đất mình ở trong này rất đẹp. Nhưng mà như những cái thời gian gần đây là những cái chiếc xe mà nó cao phân khối, nó nhiên liệu nó cũng không có hao nhiều không? Như công nghệ nó công nghệ hết rồi, để tiết kiệm hết. Tất cả mọi cái về động cơ ô tô nói chung cho tất cả những cái hãng luôn anh. Thì tất cả những cái hãng bây giờ nó phải đi theo một cái xu hướng chung, đó là cái động cơ của nó thứ nhất là phải tiết kiệm nhiên liệu, thứ hai nữa là nó phải mạnh mẽ, và thứ ba nó phải nhỏ gọn. Đó thì càng lúc thì anh thấy càng sau này thì động cơ nó sẽ càng nhỏ lại và nó càng mạnh mẽ và càng tiết kiệm nhiên liệu, chứ không giống như xưa nữa là một cái động cơ to nhưng mà nó chỉ còn nhiêu đó mà công suất mấy chấm chứ gì đâu, không có đường chạy rồi đúng không anh? Ok thôi, chắc mình ra nhận xe ha. Ok, nói chuyện hơi lâu. Không, bây giờ cũng lên bác sĩ cả. Dạ. Để xuống. Đi theo Duy phải không? Dạ. Đi luôn ha, cầm đi luôn. Em còn dẫn anh nữa chứ. Không đi cầm đi luôn phải không? Kéo rèm, nghe kéo rèm. Anh chắc biết hết rồi đúng không? Không thì sao có cái tiền nó về mà không có cả các bạn cái gì đó. Em không chỉ anh gì đâu. Để cho trình mấy cái thông số nhau. À, bên ngoài mở tốt lên đây có anh chị anh cái chỗ đồ nước. Ok, anh biết chỗ mở cái đó này chưa? Ở dưới đây nè. Cửa xe đây mà. Đi gặp được có giảm thế. Dạ. Anh cũng này.
nước rửa kính thì nó sẽ nằm ở đây. Mình màu xanh như này. Nó màu xanh đó. Thì cái nước rửa kính này nó hết, nó cũng sẽ báo cho anh. Báo cho mình tất cả báo luôn. Dạ, tất cả đều báo hết. Còn nhất là báo trong kia rồi, nhất rồi. Nhớt thì tới thời gian thay nhớt nó cũng sẽ báo ha. Báo rồi. Rồi cái nước làm mát động cơ hết nó cũng sẽ báo. Đúng rồi. Không phải yếu, nó thiếu nó cũng sẽ báo chứ không phải nào hết được rồi. Thiếu nó cũng sẽ báo. Nói chung là tất cả mọi cái đều báo cho anh. Đến kỳ bảo dưỡng hay là xe anh lủng bánh nó cũng sẽ báo. 8.000 cây số anh đi bảo dưỡng một lần nha. Cái đó chắc anh không biết. Cái bọc luôn. Đó đây, bà xã đó ra. Bác sĩ đi. Em qua bên kia xuống dịch anh. Phú ơi, hay là mình chụp hình cái đi. Anh chị ra chụp hình cái đi. Toàn toàn cái này xong rồi đúng không? Tháo cái cho nó may mắn nha. Đây nổ vào mẹ đấy. Dạ. Được ra là anh mình đâu? Anh đứng đây đi. Anh mình lại chị đấy. Đây đây. Chính là biết các bạn đấy nhá. Vì là 92, xe Mazda rất là 72. Còn gì anh có gì như số 2 này? Rồi đó rồi, sao vậy? Anh chiếc trong ri là 92 đuôi. Rồi chiếc Mazda cũ của em là 72 đuôi, nhưng chiếc này là 82 đuôi. Còn gì như số 2 là cũng tăng. Có một loại nhất. Đây, đây là nhật đó. Chị và em chị ngồi đây đi, em sẽ ngồi bên kia. Anh Phú ngồi trước đi anh Phú. Hả? Anh Phú ngồi trước đi. Anh ngồi trước hả? Anh ngồi trước hả?